Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân nghi phạm Trần Đức Trình nhập viện sau 2 ngày tạm giữ. Theo Công an quận Đồ Sơn, trước đó đơn vị này nhận được nội dung trình báo của một số người về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản trong lúc tắm biển. Quá trình điều tra, Công an quận đã vận động được Trần Đức Trình, 37 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Theo Công an quận Đồ Sơn, trước khi chuyển nghi phạm này về nhà tạm giữ Công an thành phố Hải Phòng thì Công an quận Đồ Sơn đã đưa Trình tới Trung tâm Y tế quận để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ nhận định nghi phạm có nhiều bệnh nền và khi đưa vào trung tâm thì có biểu hiện lờ đờ. Do tình trạng sức khỏe của nghi phạm không được tốt nên trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng không tiếp nhận và đề nghị đưa đi kiểm tra sức khỏe thêm. Công an quận Đồ Sơn sau đó đưa Trình đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An, thành phố Hải Phòng để kiểm tra sâu hơn nhưng trên đường đi thì nghi phạm này có biểu hiện mệt nặng hơn. Kết quả thăm khám của bác sĩ xác định bệnh nhân Trình trong tình trạng hôn mê, liệt hoàn toàn nửa người phải. Bên cạnh đó, vùng mặt có vết bầm tím hố mắt phải, vùng gò má phải, cung mày phải, gốc mũi bầm tím sưng nề. Kết quả chụp cắt lớp sọ não cho thấy bệnh nhân bị tụ máu bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện hai bán cầu. Bệnh nhân có 3 xương sườn trái bị gãy từ trước, đang trong giai đoạn liền xương. Cũng theo Công an quận Đồ Sơn, đơn vị này đã thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với Trần Đức Trình. Đồng thời, cắt cử cán bộ phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai theo dõi tình hình sức khỏe cũng như điều tra nguyên nhân nghi phạm này phải nhập viện sau 2 ngày tạm giữ.